Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây là cái video Trung giới thiệu với anh em một cái remote móc sàn nhé nè. Con này hôm trước Trung có làm cái video ngắn rồi mà hôm đó là chưa có sơn dọn lại. Hôm nay sơn xong đăng lên cái video để anh em xem nhé. Móc sàn 1m85 nhân 3 mét lẻ mấy đấy. Ngang 1m85 nha, sàn kẽm 3 ly. Sắc xi đôi U12, U cũ, U Mỹ, U gì đấy, rất là dày luôn. 5 số cầu 2 tấn rưỡi, hộp số 2 tấn rưỡi, 5 số luôn. Đấy, sơn phết lại thì nhìn nó dễ nhìn. Hôm trước nó sơn mà, sơn zin của nó là cái sơn màu nhà binh đó. Mình thì mình rất là không thích cái màu đấy. Chưa giờ cứ thích cái màu nổi thôi, không thích những cái màu chìm chìm đấy. Đây, sắc xi đôi nhé. Cái móc này chủ xe trước mua lại của chủ xe, mà nguồn gốc của nó thì họ dùng để chở rơm, chở nông sản gì đấy. Số lần sử dụng hầu như không đáng kể luôn. Cái sàn kẽm còn trắng tinh luôn đấy, mình phun lại thôi, nhưng hôm trước cái sàn kẽm 3 ly còn trắng tinh luôn. Rồi hầu như là không có dùng máy, để lâu rồi bung sơn ra xấu xấu thì mình sơn lại thôi. Cầu cầu xe Hyundai 2 tấn rưỡi nha. Nhưng mà cái mót này thì họ đã xuống bánh rồi, xuống bánh lùn để đi được cái sàn thấp thấp đấy nè. Đúng cái cầu 2 tấn rưỡi thì thông thường đi bánh 700, 750, 16, nhưng mà cái cầu xe này họ đã xuống còn 715 thôi. Bánh đôi nhá, để cho nó thấp cái cầu xe xuống ấy. Nó thấp cái chiều cao đấy. Có ben đầy đủ như nè, sàn nó rất là thấp luôn, chiều cao tính từ mặt đất nó khoảng 80 thôi, 80 chưa đến 80 nữa. Móc này anh em có ben sẵn ở trong nha, có quay dưới gầm đấy, anh em thấy đấy, có ben cánh gà đầy đủ, ben kiểu ben cánh gà của sâu râu đấy. Thì anh em có thể đóng thành lên thành cái móc thùng cũng được, để dành chở máy gặt, chở xe cuốc cũng được, chở nông sản cũng được. Dựng thành lên, dựng cái thành thùng lên thì thêm một ít sắt nữa thì nó thành cái thùng ben thôi. Hoặc là anh em để chở xe đào, máy gặt các loại thì làm thêm cầu lên xe phía sau đấy. Rồi bấm cắt đăng vào, bất kỳ cái máy cày nào cũng kéo được hết. Trên cái con 284 này thì nó kéo nó bị cao cái đầu lên, nhìn nó hơi xấu. Tại vì bản thân cái vỏ này nó đi 12-28 thì nó rất là cao nhé. Cao nó làm cho cất đầu. Anh em dùng đầu máy 1.500, 2.000, 240 các loại đấy. Những cái loại đi bánh 24 đấy, 12-24, 11-24 các thứ thì nó ngang cái sàn nó đẹp hơn. Đây này, cái móc kéo của 284 nó rất là cao, nó nằm ở vị trí 4 tấc máy nhé. Những cái con máy ví dụ như EZK 2004 các loại thì nó nằm ở vị trí 3 tấc rưỡi thì nó lại ngang sàn, nó rất là đẹp luôn. Đấy, Trung đi view một vòng cho anh em xem cái móc này, so với cái chất lượng nó, so với lúc mới đóng thì nó không có thay đổi gì nhiều hết. Cái đầu cơ chuốt này chưa có dấu dập luôn đấy anh em.
cắt đăng còn cực ngon nha, không có một tí rơ lắc nào hết. Sàn kẽm này, ở dưới mình không sơn này, anh em nhìn thấy sàn kẽm này. Rồi, chung đi thêm một vòng nữa. Anh em xem cái mót này có đúng việc sử dụng. Chở những cái gì đấy mà tầm từ 5 tấn trở về đấy. Cái cầu 2 tấn rưỡi này thì chắc chắc lên 5 tấn nó chưa ăn thua gì đâu. Cầu không nhíp nha, sử dụng đi gói nha anh em. Phù hợp với anh em chở xe cuốc xe đào cũng ngon. Không có bị nhặn khi xuống ổ gà các loại kiểu thì nó không ít cái bị nhặn. Nhưng mà không nhíp thì không có đi tốc độ cao được, nó nặng xe. Không nhúng được thì mình sẽ sử dụng ở tốc độ thấp. 30-40 km/h trở lại thôi. Không có phóng như xe tải được. Cái màu này rất là khó quay, quay lên video nó nhìn nó sao sao ấy. Rồi, chung kết thúc video, anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng, có quan tâm, có cần xem gì đấy thì xem rõ lên video, chưa rõ thì anh em đến trực tiếp nhà để xem nhé. Bánh vỏ gai còn khá nha nè. Tuy là vỏ cũ nhưng mà gai cũng còn khá này. Bốn vỏ xuôi hết nhé, gai xuôi hết nhé. Rồi, chung kết thúc video đây ạ. À.